Heinrich Schliemann, một người trong non 40 năm chỉ ước ao được đào đất. Con người đó thực kỳ dị, sinh trưởng ở Đức, định đi lính cho Hà Lan, rồi nhập tịch Huê Kỳ, làm giàu ở Nga, học ở Pháp, nổi danh ở Hy Lạp, du lịch khắp phương Tây và phương Đông. Có lần ghé thăm Sài Gòn và thông trên một chục thứ tiếng, vừa sinh ngữ vừa cổ ngữ, từ tiếng Anh, tiếng Pháp đến tiếng Hy Lạp, Latin, tiếng Ba Lan, Ả Rập. Kỳ dị hơn nữa là ông nuôi một cái mộng từ hồi 8 tuổi, rồi quyết chí làm giàu để có phương tiện thực hiện mộng đó. Và khi đã thành tỷ phú, tuổi đã gần 50 mà không chịu hưởng cảnh an nhàn phú quý như người khác, ông đem tất cả sản nghiệp sinh lực ra để làm một việc mà nhiều người cho là điên khùng: việc đào đất. Ông đào đất không phải là để tìm mỏ đồng, mỏ sắt, mà chỉ để tìm một cổ tích, tức di tích thành Troy, một thành ở bờ biển Tiểu Á. Rồi chẳng những ông tìm được di tích thành Troy mà còn tìm được nhiều dấu vết của một nền văn minh cổ, nền văn minh ở miền biển Aegean. Do đó, ông chép lại cho nhân loại được nhiều trang cổ sử và nổi danh là nhà khảo cổ bậc nhất ở thế kỷ trước. Những tìm tòi của ông và những người nối gót ông đã giúp cho sử học có tính cách khách quan hơn, khoa học hơn. Về phương diện đó, công của ông với nhân loại không kém công của Fustel de Coulanges. Vị sử gia Pháp đồng thời với ông, người đã đặt nền tảng cho khoa sử học hiện thời. Đời của ông chia ra làm hai thời kỳ rõ rệt: thời kỳ dự bị, tức tuổi thơ, và những năm buôn bán, từ năm 1822 đến năm 1867. Thời kỳ thực hành, tức thời ông đào được những cổ tích ở Ithaca, Troy, Mycenae và Tiryns, từ năm 1868 đến năm ông mất 1890. Đọc tiểu sử Heinrich Schliemann, tôi thấy rằng hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến tâm hồn, hành vi con người. Nhưng con người cũng phải có đủ khả năng để tiếp nhận hoàn cảnh, rồi sửa đổi, có khi tạo thêm những hoàn cảnh mới nữa thì mới làm được những việc lớn. Schliemann bẩm sinh đã có tánh yêu thích cái gì bí mật, gì dị, cổ kính. Nhờ sinh ở một miền nhiều cổ tích, lại nhờ được thân phụ và một người bạn gái khuyến khích, lòng yêu thích đó phát triển mạnh mẽ thành một lòng ham mê nồng nhiệt. Nhưng muốn thỏa mãn lòng ham mê đó, cần có hai phương tiện: học rộng và có nhiều tiền. Nên ông tạo ra những phương tiện này bằng cách vừa kinh doanh vừa tự học. Vậy ông vừa được nhờ hoàn cảnh, vừa gây thêm hoàn cảnh. Ông sanh ngày 6 tháng Giêng năm 1822 tại Neubukow, một tỉnh nhỏ ở Đức. Thân phụ ông là Ernst Schliemann, một mục sư tin lành. Năm sau, thân phụ ông đổi qua làm mục sư ở làng Ankershagen, và ông ở đây luôn 8 năm với gia đình. Làng Ankershagen có rất nhiều cổ tích trong một không khí bí mật rùng rợn. Người ta đồn ngay trong vườn nhà thờ, hồn của các vị mục sư trước thường hiện lên, và gần đó, trên một cái đầm nhỏ, cứ nửa đêm là hồn một thiếu nữ ôm bình bạc thấp thoáng sau rặng cây. Từ hồi nhỏ, ông thường tò mò đi coi một con gò tương truyền có chôn một đứa nhỏ trong một cái nôi bằng vàng và một cái tháp tròn, mà theo dân làng thì bên cạnh cũng chôn cất nhiều bảo vật. Cổ tích kích thích óc tưởng tượng của ông, nhất là một lâu đài từ thời Trung Cổ. Tường dày non 2 thước, ở trong có những lối đi bí mật và dưới chân có một đường hầm dài, có lẽ đến 8 cây số. Người ta đồn rằng hồi xưa một tên tướng cướp tàn bạo ở trong lâu đài đó có lần y liệm một người chăn bò vào vạc dầu. Sau y bị tấn công, thua, chôn giấu hết của cải rồi tự tử. Dân làng lại còn nói thỉnh thoảng đào được những quan tài rất dày từ thời La Mã. Nghe những chuyện đó, ông tuy còn nhỏ mà đã có ý muốn sau này đào những di tích đó lên để xem. Thân phụ ông không phải là nhà khảo cổ, nhưng thích cổ sử và thường kể cho ông nghe những chuyện Hy Lạp, La Mã. Những trận Troa làm ông say mê, và ngay từ hồi 8 tuổi, ông đã tin chắc rằng thành Troa vẫn còn di tích, đào lên sẽ thấy, chứ không thể nào bị tàn phá đến nỗi mất tiêu đi được. Và ông nhất định một ngày kia sẽ lại thành Troa để đào kiếm những di tích đó. Gặp bạn nào ông cũng nhắc về thành Troa và những di tích trong làng ông. Ông hăng hái quá bị chúng chế nhạo. Chỉ có 2 em gái Louise và Minna Meincke, con một chủ điền ở làng bên cạnh, là tin ông, bênh vực ông. Nhất là cô em Minna cùng tuổi với ông rất chăm chú nghe ông và cũng tin chắc như ông rằng thành Troa có thực. Hai người thường gặp gỡ nhau trong các cuộc hội họp, trong các giờ học khiêu vũ, thường dắt nhau đi coi những cổ tích trong biển, thường ngắm những cánh cò trắng và mơ mộng tới những xứ xa xăm bí mật, và cùng hứa với nhau sau này sẽ cưới nhau rồi thực hiện cái mộng tìm di tích thành Troa. Lúc đó họ mới 8 tuổi đầu, và non nửa thế kỷ sau, Schliemann mới thực hiện được cái mộng chung hồi niên thiếu ấy, mà lại thực hiện một mình, không được Minna giúp sức. Là vì hai người mới thân nhau đã phải xa nhau rồi. Nguyên do tại cảnh nhà Schliemann suy sút. Ông chưa đầy 9 tuổi thì thân mẫu ông qua đời, để lại 7 người con. Rồi một việc khác xảy ra, làm cho ai nấy đều xa lánh gia đình ông. Song thân của Minna không cho hai người gặp nhau nữa. Ông đau khổ vô cùng. Trong cuốn tự truyện ông viết: ngày nào cũng vậy, tôi ngồi một mình hàng giờ, mặt ướt đẫm nước mắt mà đau xót nhớ lại những giờ sung sướng tôi đã được ở bên cạnh nàng. Thân phụ ông thấy vậy, cho ông qua học ở một làng khác, nơi một người anh ruột làm mục sư. Ông học 2 năm, rất tấn tới về tiếng Latin. Nhưng cảnh nhà túng bấn, ông phải xin đổi qua học nghề. Và năm 1836, mới 14 tuổi, ông thôi học, ra làm một chân sai vặt trong tiệm tạp hóa ở Mecklenburg, Schleswig. Vài ngày trước khi ông xa nhà, để lại nơi đó mưu sinh, tình cờ ông gặp Minna trong nhà một người quen. Sau 5 năm cách biệt, hai người nhìn nhau khóc, rồi ôm nhau mà nghẹn ngào không nên tiếng. Song thân của nàng bước tới, hai người lại phải rời nhau. Nhưng từ đó, Schliemann tin chắc rằng dù mình bơ vơ ở nơi xa lạ, thì lúc nào người bạn gái cũng nghĩ tới mình. Niềm tin đó làm lòng ông ấm lại, và ông thấy có một nghị lực phi thường, quyết thắng mọi trở ngại, thành công cho kỳ được, để khỏi phụ lòng người yêu. Ông chỉ thầm vái trời cho mình sớm có một địa vị để kịp thời cưới nàng. Ông phải làm công 5 năm rưỡi trong tiệm tạp hóa đó, làm mọi việc lặt vặt như đong rượu, cân cá, đếm khoai, quét nhà, làm như mọi, từ 5 giờ sáng tới 11 giờ khuya. Nhưng ông không lấy làm cực khổ, chỉ buồn một nỗi muốn học thêm mà không có thì giờ. Một đêm, ông được người thợ xay bột ngâm thơ của Homer, thi hào bất hủ của cổ Hy Lạp. Ông không hiểu một tiếng Hy Lạp, mà những vần du dương đó cũng làm ông cảm động vô cùng. Rồi nghĩ đến thân phận mình, ông tủi hổ khóc. Làm tên sai vặt trong cửa tiệm tạp hóa đó thì đến bao giờ mới học được tiếng Hy Lạp, mới có phương tiện để tìm cổ tích ở Troa. Ít lâu sau, vì khiêng một cái thùng nặng quá, ông khạc ra máu, phải xin thôi việc, rồi xin làm thủy thủ tập sự trong một chiếc tàu nhỏ đi Nam Mỹ. Tàu mới rời bến được vài ngày thì chìm trong một cơn bão. Ông được người ta vớt lên. Người ta muốn đưa ông về xứ sở. Ông quyết liệt từ chối, vì ở xứ sở ông không thấy có tương lai gì hết, mà đòi qua Hà Lan để xin vô quân đội Hà Lan. Nhưng tới Hà Lan, ông được viên công xứ Đức giúp đỡ, tìm trong một chân chạy giấy trong một hãng buôn. Công việc đó nhẹ nhàng, ông được rảnh rang, quyết học thêm ngoại ngữ. Nghị lực của ông đáng phục, mà phương pháp học, sinh ngữ của ông mới mẻ. Ông nhịn ăn, nhịn mặc, sống khổ sở trong một căn gác xếp sát mái nhà. Mùa đông thì lạnh như cắt, mà mùa hè thì nóng như thiêu. Ráng để dư được nửa số lương để có tiền học. Ông cắm cổ học tiếng Anh. Ông đã chép cách ông học trong đoạn dưới đây. Tôi tự đặt ra một phương pháp là đọc thật nhiều, đọc lớn tiếng mà không dịch. Mỗi ngày học một bài, xong thì viết về những đầu đề liên quan tới đời sống hàng ngày, nhờ một giáo sư sửa những bài viết đó, rồi về nhà học thuộc lòng. Ký tính của tôi kém vì đã lâu rồi không có dịp luyện nó, nhưng cả trong giờ làm việc, có phút nào rảnh là tôi học. Muốn tập được giọng nói của người Anh, mỗi chủ nhật tôi lại một nhà thờ Anh nghe 2 lần giảng đạo, vừa nghe vừa nhẩm mỗi tiếng của mục sư. Đi làm công việc cho hãng, dù là trời mưa, tôi cũng đem theo sách để học. Đứng nối đuôi ở sở bưu điện, tôi cũng cầm một cuốn sách để đọc. Nhờ vậy, ký tính của tôi lần lần mạnh lên, và chỉ cần chăm chú đọc 3 lần một chương dài 20 trang tiếng Anh là tôi đủ nhớ để trả bài cho các thầy học của tôi rồi. Theo cách đó, tôi học thuộc lòng cuốn The Vicar of Wakefield và cuốn Ivanhoe. Làm việc quá như vậy, tôi mắc bệnh khó ngủ, và trong những lúc trằn trọc, tôi nhẩm lại những trang đã đọc ban tối. Tôi thấy công việc nhẩm lại bài ban đêm đó rất có ích, vì ban đêm ta dễ nhớ hơn và dễ tập trung tư tưởng hơn. Tôi nhiệt liệt khuyên độc giả dùng cách đó. Nhờ vậy mà trong 6 tháng tôi đã thông tiếng Anh. Trong 6 tháng sau, ông học tiếng Pháp bằng cách học thuộc lòng L'Aventure de Télémaque và Paul et Virginia. Rồi ông học qua tiếng Hà Lan, tiếng Ifanyo, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga. Cứ 6 tháng là nói được. Ông học lớn tiếng, làm cho những người mướn chung một nhà với ông phải khó chịu, phàn nàn với chủ nhà. Và 2 lần ông phải đổi chỗ ở. Có lần ông mướn một người Do Thái không biết một tiếng Nga nào, cứ tối lại nhà ông nghe kể chuyện Télémaque bằng tiếng Nga trong 2 giờ. Nhờ ông biết tiếng Nga mà năm 1846, một hãng nọ nhờ ông làm đại lý ở St. Petersburg. Ngay từ tháng đầu ông đã thành công. Lúc này tự xét mình đã có một tương lai khả quan rồi, xứng đáng làm chồng người yêu của ông rồi. Ông bèn cậy người hỏi nàng Minna cho ông. Đau đớn thay, người ta trả lời rằng nàng mới xuất giá mấy tuần trước. Hồi về già nhớ lại chuyện đó, ông còn than thở. Tôi thất vọng quá, không còn làm được việc gì nữa rồi hóa đau. Nhớ lại tuổi thơ của chúng tôi, những mộng mà chúng tôi đã ấp ủ, những dự định lớn lao mà chúng tôi tính chung sức nhau thực hành. Bây giờ đây sắp tới lúc có thể thực hành được thì lại vắng nàng. Một mình tôi làm sao nổi. Tôi đã chiến đấu 16 năm để mong cưới nàng được, thì trời già độc địa lại trao nàng cho một người khác. 16 năm trời, dài hơn thời gian Kim Trọng đeo đẳng Thúy Kiều. Trong mấy năm sau, ông đau khổ, sức làm việc kém đi, nhưng nhờ nghị lực và thời gian vết thương dần lành lại. Tuy nhiên, ông vẫn chưa chịu lập gia đình, và ngoài 40 tuổi, ông mới cưới một người Hy Lạp cũng ham mê tìm tòi những cổ tích như ông. Từ năm 1847, công việc làm ăn của ông mỗi ngày một phát đạt. Ông vẫn làm đại lý cho hãng cũ, lại mở thêm một hãng mới chuyên buôn tràm. Năm 1849, ông qua California của Mỹ thăm một người anh mà từ lâu ông không được tin tức. Tới nơi mới hay rằng anh ông đã mất. Ông đương ở California thì ngày 4 tháng 7 năm 1850, xứ đó thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, và hết thảy người ở trong xứ đều phải vào quốc tịch Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về Nga, khuếch trương việc bán tràm ở Moscow và St. Petersburg. Mặc dầu bận việc, ông cũng ráng học thêm 2 sinh ngữ nữa, tiếng Thụy Điển và tiếng Ba Lan. Năm 1854, một việc may mắn làm ông thành đại phú. Hồi đó, chiến tranh Crimea giữa Nga và Thổ đương phát. Tàu bè ngoại quốc không thể vào hải cảng Nga được. Những thùng tràm của ông mua ở Amsterdam phải gửi tới Bremen ở Đức, rồi do đường bộ mà vô Nga. Ngày 3 tháng 10, ông tới Königsberg, thấy trên một cổng của thành khắc 2 câu này: mặt của thần tài thay đổi như mặt trăng, nó tăng rồi giảm, luôn luôn biến chuyển. Không hiểu làm sao, lần đó đọc câu ấy, ông có cảm tưởng ông sắp bị một tai nạn. Khi gần tới Bremen, nơi ông đã gửi hàng tới, ông hay tin rằng sau một hỏa hoạn dữ dội, thành phố Bremen đã ra tro, và trên một khu mênh mông chỉ còn trơ những bức tường cháy đen và ống khói. Tới nơi, ông chạy đi kiếm người đại lý của ông. Người này chỉ đám tro tàn và bảo: đó, ở dưới đó. Ông điếng người đi. Thế là hàng triệu bạc kiếm được trong 8 năm rưỡi đã tiêu tan hết. Nhưng ông không thất vọng, quyết chí gây lại sự nghiệp. Tối hôm đó, ông sắp đi St. Petersburg thì có người cho ông hay rằng hàng hóa của ông còn nguyên vẹn. Và khi tàu tới, kho của hãng đã chặt. Người ta phải chất tạm hàng của ông ở một nơi khác, mà nơi này không bị cháy. Người đại lý của ông không hay điều đó, tưởng hàng của ông cũng chất trong kho và đã cháy cùng với kho. Ông bừng quá, tưởng mình ở trong một giấc mơ. Nhờ hàng khan, ông bán được giá cao, rồi buôn thêm ít mặt hàng khác nữa, và chỉ trong 1 năm, tài sản ông tăng gấp đôi. Độc giả chắc còn nhớ, từ hồi nhỏ, ông đã muốn học tiếng Hy Lạp. Trong thời mới buôn bán, ông không dám học nó, sợ mê nó và bỏ bê công việc làm ăn. Mà không làm ăn thì không có tiền để sau này tìm di tích thành Troy được. Đầu năm 1856, ông không thể nén lòng ham học đó nữa, mướn 2 giáo sư để dạy ông. Ông vẫn theo phương pháp cũ, học 6 tháng thông tiếng Hy Lạp, rồi học 3 tháng tiếng cổ Hy Lạp. Trong 2 năm sau, ông chuyên đọc văn chương cổ Hy Lạp nhất là hai tác phẩm Iliad và Odyssey. Ông không phí công học ngữ pháp, mà chỉ học thuộc lòng những đoạn hay, học tới khi thấm nhuần ngữ pháp mà không ngờ. Năm 1858, ông học lại tiếng Latin mà ông đã bỏ dở từ 25 năm trước. Lúc đó tiền của đã sẵn, lại thông được hai cổ ngữ, tức Hy Lạp và Latin, đủ để khảo cổ. Ông muốn bỏ luôn nghề buôn. Ông đi du lịch khắp nơi, Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ý, Ai Cập và Syria. Ông có cơ hội học thêm tiếng Ả Rập. Rồi ông trở về Hy Lạp thăm thành Athens, định là Ithaca tìm cổ tích, thì có một việc kiện cáo bắt ông phải về St. Petersburg. Vụ kiện kéo dài tới 4 năm, ông phải luôn luôn có mặt ở St. Petersburg, đành lại phải tiếp tục buôn bán cho qua ngày. Không ngờ con trăng của ông vẫn chưa tới độ khuyết. Công việc kinh doanh miễn cưỡng đó phát đạt lạ lùng. Lúc đó gặp hồi nội chiến ở Huê Kỳ, giá bông vải vọt lên vì bông vải ở Nam Huê Kỳ không xuất cảng được. Ông được hưởng những số lời vĩ đại, cả chục triệu đức kim. Cuối năm 1863, ông mới bỏ hẳn nghề buôn mà làm theo sở thích của ông là đi tìm di tích thành Troy. Trong cuốn tự truyện nhan đề là Đời Tôi, ông viết: Tôi trọng tiền thật, nhưng chỉ trọng nó vì nó là một phương tiện giúp tôi đạt được mục đích lớn lao mà tôi đã tự vạch cho tôi. Tháng Chạp năm 1863, khi tôi đã thắng kiện và được hoàn đủ số tiền người ta giật của tôi bắt đầu giải nghệ. Nhưng trước khi thực hành mộng lớn trong đời ông muốn du lịch nhiều năm nữa. Ông lại Tunis, thăm cảnh hoang tàn ở Qatar, rồi qua Ấn Độ, leo Hy Mã Lạp Sơn, ghé Singapore, Java, Sài Gòn, từ Sài Gòn thẳng lên Trung Hoa, coi những thắng cảnh ở Hồng Kông, Hàng Châu, Bắc Kinh, tới chân dãy Vạn Lý Trường Thành. Sau ông qua Nhật rồi qua Mỹ, thăm thác Niagara. Trong thời gian đó ông viết cuốn Trung Hoa và Nhật Bản. Mùa xuân năm 1866, ông sang Ba Lê và ở đó học 2 năm về khoa khảo cổ. Thời kỳ dự bị trong đời ông tới đây chấm dứt. Năm đó, ông đã 46 tuổi, mà mộng khảo cổ của ông từ hồi ông 8 tuổi. Bây giờ mới bắt đầu thực hành. Tính ra, ông đã dự bị trong 38 năm. Ông đã gặp nhiều vận may. Nhưng ta phải nhận, chính ông đã tự giúp ông, rồi trời mới giúp ông. Ông đã hăng hái học sinh ngữ, và nhờ biết nhiều sinh ngữ, ông mới thành một thương gia quốc tế mà mau làm giàu. Và trong đời đã có mấy người đeo đuổi một mục đích trong 38 năm như vậy, đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, để dành tiền học tiếng cổ Hy Lạp, tiếng Latin, rồi 44 tuổi còn học 2 năm về khảo cổ nữa. Đọc tiểu sử của Mã Viện, tôi thấy có vài nét đẹp. Hồi trẻ, Mã tới một miền hoang để khai phá và nuôi súc vật, chẳng bao lâu giàu hơn. Nhưng một hôm Mã nghĩ thân nam nhi mà không làm nên sự nghiệp gì, cứ kéo dài cuộc đời nô lệ cho đồng tiền thì nhục lắm. Bèn phân phát hết nô lệ cho bà con hàng xóm, rồi đi tìm Hán Quang Võ, quyết chí lập võ công. Heinrich Schliemann cũng có chí lớn như Mã. Hồi 40 tuổi, ông đã thành một tỷ phú, và sau 30 năm phấn đấu, ai không mong được nghỉ ngơi. Nhưng không, ông cho rằng lúc đó mới là lúc ông bắt đầu làm việc, bắt đầu sống. Ông quyết tâm tiêu hết sản nghiệp vào việc đào đất để tìm di tích thành Troa. Không ai tin rằng ông thành công, trừ ông và cố nhân của ông là Minna, lúc đó đã cách biệt hẳn ông rồi. Không tìm được, tất nhiên là công lao và tiền của ông sẽ tiêu tan, mà tìm được thì chỉ có danh chứ không có lợi gì. Biết vậy, mà ông vẫn tìm, vì khảo cổ là lẽ sống của ông, vì tiếng gọi của những anh hùng ngàn xưa ở Troa văng vẳng bên tai ông hoài. Ông nóng nảy, chỉ mong mau mau được tầm cái cuốc để cuốc đất. Ông cần có một người bạn trăm năm đồng chí mà duyên trước đã lỡ. Ông định kiếm người khác. Ông nghĩ tại Athens, kinh đô của Hy Lạp, là có những thiếu nữ thích hôn mê như ông. Ông bèn lại Athens, vô một nữ học đường nói với bà hiệu trưởng rằng ông muốn cưới một nữ sinh nào thuộc lòng tập Odyssey. Tức thì một cuộc thi mở trong trường, và nữ sinh được giải nhất ít bữa sau thành bà tỷ phú Schliemann. Tháng 4 năm 1868, ông qua La Mã rồi tới Ithaca. Ithaca là một trong những đảo nhỏ rải rác ở gần bờ biển phía tây Hy Lạp. Theo truyền thuyết, một ông vua hoang đường của Hy Lạp và Ulysses có cung điện tại đó. Ulysses từ biệt bà vợ trẻ là Penelope để vượt biển qua Tiểu Á chiếm thành Troa. Chiếm thành rồi, Ulysses trở về xứ nhưng lạc đường, thành thử 10 năm mới tới nhà. Bà vợ kiên nhẫn nuôi con và đợi chồng. Nhiều nhà quyền quý phao tin chồng bà đã chết để hỏi bà. Bà phải hẹn lần để thêu xong một tấm vải rồi sẽ nhận lời. Nhưng ngày thêu được bao nhiêu, đêm bà tháo bấy nhiêu, thành thử không khi nào xong. Chuyện đó có vẻ một truyền kỳ. Thi hào Hy Lạp Homer chép lại thành hai tập thơ. Tập Iliad tả những chiến công anh dũng của Ulysses ở Troa, và tập Odyssey kể những bước gian truân mạo hiểm của Ulysses khi thắng Troa, tìm đường về xứ mà lạc lối. Hai tập thơ đó là những tác phẩm bất hủ của nhân loại, đã làm vẻ vang cho Hy Lạp, đã được dịch ra hết thảy các thứ tiếng ở châu Âu. Giá trị cũng tựa như kinh thi sở từ của Trung Hoa hoặc kinh Vệ Đà của Ấn Độ. Nhưng tác giả Homer là ai, sống ở thời nào thì không ai biết chắc. Schliemann chẳng những thích Homer mà còn tin rằng hết thảy những điều Homer chép trong hai tập Iliad và Odyssey đều đúng sự thật. Lòng tin của ông không hề bị lay chuyển. Ông biết rằng chưa có chứng cứ gì hết, nhưng ông cũng vẫn tin mãnh liệt và quyết đào đất tìm di tích để đem chứng cứ lại cho nhân loại. Và ông tới đảo Ithaca để đào đất. Dân ở đảo dẫn ông lại núi Athos mà họ cho rằng ở trên ngọn hồi xưa có lâu đài của Ulysses. Ông thấy một bức tường đổ, chung quanh là núi đá. Trong vài khe đá có một chút đất đủ cho những cây mọc lên. Ông đào những khe đá đó. Ông chép lại công việc ông như vậy. Nóng gay gắt, hàn thử biểu của tôi lên tới 52 độ. Tôi khát nước ghê gớm mà không có lấy một giọt nước, một giọt rượu. Nhưng nghĩ rằng tôi được dẫm lên nền cũ của lâu đài Ulysses, tôi hăng hái vô cùng, quên cả nóng cả khát. Khi thì tôi khảo sát ở chung quanh, khi thì mở tập Odyssey ra đọc lại những đoạn cảm động tả những việc đã xảy ra ở nơi đó. Khi thì tôi ngắm cảnh đẹp đẽ bốn bề dưới chân núi. Hôm sau, ông mướn 4 người thợ chỉ cho họ đào. Ông cũng tiếp tay với họ, kiếm được 20 bình cổ ở một nơi mà hồi xưa có lẽ là khu mồ mả của một gia đình nào đó. Đào nữa, ông gặp được những thanh gươm, lưỡi dao, nhưng không có một hàng chữ nào khắc trên đá trên đồng cho ông biết về thời đại của các vật ấy. Làm việc từ 5 giờ sáng đến giữa trưa, ông mới nghỉ để ăn miếng bánh mì. Ông bảo bữa cơm đó là bữa cơm ngon nhất đời ông, vì ông được ăn trên đền cũ của lâu đài Ulysses. Bấy hôm sau, ông tiếp tục đào hoặc đi thăm khắp đảo, nhận được những chỗ đã tả trong Odyssey. Tới đâu, dân làng cũng xúm lại, đòi ông đâm Odyssey cho họ nghe, và họ cảm động tới rớt nước mắt khi thấy một người xứ lạ thuộc kỹ sử của tổ tiên họ, thuộc cả những vần cổ thi của họ mà hiện nay họ không còn hiểu được nữa. Ở Ithaca, ông không kiếm được di tích gì quý báu. Ông bèn qua thành Troy. Tới nơi, ông sung sướng vô cùng, tưởng đâu như được trở về quê hương kiếp trước nào của ông. Rồi ông nhớ lại những mộng hồi nhỏ. Ông sắp bắt tay vào việc đây, mà cố nhân của ông thì ở đâu? Ông xem xét kỹ địa thế làng Pinalas, mà mọi người đều cho là dựng lên nền cũ của thành Troy. So sánh với những đoạn văn tả trong Iliad, thì ông thấy thành Troy hồi xưa phải gần biển hơn kia. Ông tin Homer như tín đồ tin Chúa vậy, một mình chống lại tất cả các nhà bác học đương thời mà quả quyết rằng Troy không phải ở đó. Biển đó hồi ấy hoang vu, khách lỡ đường phải ngủ giữa trời. Chiều hôm đó, ông xuống sông Scaman ăn bánh nhạt và uống nước sông. Những hôm sau, ông dò xét kỹ tìm được đồi Hissarlik mà ông tin là nền cũ của Troy. Ông viết một tập kỷ yếu, ghi những kết quả tìm tòi, gửi về trường đại học quê ông là Mecklenburg và được tặng chức tiến sĩ triết học. Tháng 10 năm 1871, ông bắt đầu đào đồi Hissarlik, luôn 11 tháng. Lúc đó, ông đã cưới bà Sophia, cũng ngưỡng mộ Homer như ông. Hai ông bà cất nhà trên đồi, mướn 3 người cai để chỉ huy từ 100 đến 150 phu đào. Ông gặp nhiều nỗi khó khăn, như sự ngăn cản của chủ đất, khí hậu bất hảo, bệnh tật, sự thiếu dụng cụ. Nhưng càng gặp khó, ông lại càng hăng, quyết chứng thực rằng những việc kể trong Iliad có thực và dân tộc Hy Lạp đã viết được những trang sử vẻ vang đó. Ông đào ngang dọc sâu 15 thước. Sau cùng, một hôm gặp di tích thành Troy. Ông mừng vô hạn. Mục đích ông đã đạt. Dự tính của ông đã đúng. Tin tưởng của ông đã thành sự thực. Ông hô hào thế giới tới ngắm đền văn minh cổ của Hy Lạp. Và chính ông cũng không ngờ được rằng số tiền ông đã tính liệng đi để làm một việc thỏa sở thích lại đem về cho ông những số lời vĩ đại. Ở dưới một chân tường, ông thấy một kho vàng, những bình bằng vàng nặng nửa ký, những bình xách nước bằng bạc, vòng, dây chuyền, mũ miệng toàn bằng vàng. Thực là chuyện Alibaba trong 1001 đêm. Kho vàng của ông Priam vào nằm trong những dương của ông. Cả những cái rực rỡ của một thời cổ mà Homer đã tả trong thơ thì bây giờ ông nắm được, giờ được, cầm được. Tháng 6 năm 1873, sau 5 năm đào đất, ông về Athens, chở tất cả bảo vật đó và những tài liệu để soạn cuốn Đồ cổ ở Troy. Ông đã tính nghỉ, nhưng thần tài nào đã chịu cho ông nghỉ? Như bạn sẽ thấy, đó mới chỉ là bước đầu. Con trăng của ông vẫn chưa đầy. Cuối tháng 2 năm 1874, xuất bản xong cuốn Đồ cổ ở Troy, ông lại Mycenae, một tỉnh mà Homer đã ca tụng là nhiều vàng. Mycenae có những bức tường đá dày tới nỗi mà cổ nhân cho rằng chỉ có những người khổng lồ mới xây nổi. Đó là cung điện của những triều vua hùng cường luôn luôn chống với vua thành Troy. Ở đây ông gặp nhiều nỗi khó khăn do nhà cầm quyền địa phương, nhưng ông giải quyết được hết. Ông đào 2 năm tìm được những lâu đài lăng tẩm của vua chúa thời cổ và những kho vàng còn quý hơn ở Troy cả về lượng lẫn về phẩm. Vì nghệ thuật ở Mycenae còn tiến hơn ở Troy, ông đánh một bức điện tin cho vua Hy Lạp. Trong có đoạn: tôi đã thấy trong những lăng tẩm, những kho vàng mênh mông đầy những đồ cổ bằng vàng. Chỉ kho vàng đó cũng đủ chất đầy một viện khảo cổ lớn lạ lùng nhất thế giới và làm cho hậu thế sẽ tới Hy Lạp để thăm nó. Tôi làm việc vì yêu khoa học, cho nên tôi không muốn giữ những bảo vật đó mà xin tặng lại cho nước Hy Lạp. Ông đã có lần muốn nghỉ, giao công việc cho một viện khoa học nào đó tiếp tục, nhưng không viện nào nhận. Ông lại đành phải làm lấy. Trong những năm 1878-1883, ông trở lại hai lần nữa ở Troy. Ông dùng 150 phu, nhưng vẫn đích thân chỉ huy mọi việc. Ông đào sâu thêm, thấy cứ hết lớp cổ tích này lại tới một lớp cổ tích khác. Thành thử ở một chỗ mà trước sau có 6 thành chồng chất lên nhau. Cứ thành trước bị tàn phá thì người tới sau san phẳng đi, rồi dựng ngay một châu thành khác lên. Ông dùng hết tâm lực để vẽ lại bản đồ những thành đó. Công việc cực kỳ gian nan. Nhà cầm quyền Thổ nghi kỳ ông là gián điệp của Đức, cố ý vẽ bản đồ thành lũy Dardanelles cho lính canh từng cử động của ông, cấm các kiến trúc sư giúp việc ông không được đo nhắm ghi chép gì hết. Ông đành phải nhớ rồi về nhà chép lại. Nhờ những tài liệu đó, ông soạn thêm cuốn Troa. Trong 2 năm sau, 1884-1885, ông đào ở Tiryns, tìm được những lâu đài cổ mà kiến trúc rất đẹp, giúp cho khoa cổ sử có thêm những tài liệu cực quý. Hồi đó, ông đã 62 tuổi, mà tinh thần vẫn cường tráng. Đúng 4:15, ông dậy, ra biển lội 10 phút, lên bờ uống cà phê, xong rồi cưỡi ngựa về Tiryns trước khi mặt trời mọc. Trưa nào nắng quá thì ông gối đầu trên đá mà ngủ, lấy nón che mặt. Chiều tối mới về nhà. Năm 1886, ông về Athens nghỉ ngơi trong một biệt thự đẹp nhất châu thành. Gia sản của ông mênh mông. Những danh nhân khắp thế giới lại thăm ông hoặc thư từ với ông. Nhà trang hoàng bằng toàn những bảo vật ông đào được. Và trong khung cảnh đó, hai ông bà thường ngâm thơ Homer với nhau sau những giờ xếp đặt lại tài liệu. Nhưng một người hoạt động như ông không bao giờ chịu ở nhà lâu. Vẫn say mê những cái bí mật của thời cổ, ông đi du lịch Ai Cập thêm 2 lần nữa. Vào cuối năm 1886 và cuối năm 1887, ông ngược dòng sông Nin, thăm các đền đài lăng tẩm, vào làng thổ dân, nói tiếng Ả Rập với họ, tụng kinh Koran với họ. Sau 2 lần du lịch đó, ông lại hăng hái muốn tìm những di tích chứng tỏ sự liên quan giữa nền văn minh Troa với nền văn minh Ai Cập. Ông định đào ở tỉnh Quades, rồi qua tỉnh Knossos ở đảo Crete, nhưng việc không thành. Đương lúc đó, một việc xảy ra làm ông phải trở lại Troa một lần nữa. Nguyên do như vậy, một viên đại tá hồi hưu nọ tên là Buetich chưa hề đặt chân lại Troa lần nào mà dám viết bài báo trong mấy năm, rồi lại viết sách để chỉ trích Schliemann là đã bịa đặt, đã đưa những tấm hình, những bản đồ giả mạo về Troa. Chứ thực ra Troa chẳng có lâu đài cổ gì hết, mà chỉ là một nơi để thiêu những thi hài. Như vậy có động trời không chứ? Thực là không làm sao hiểu tâm lý hạng người đó. Nhưng nếu ta để ý nhận xét thì thấy họ nhan nhản ra đấy. Thời nào cũng có, ngay ở chung quanh chúng ta đấy. Lạ lùng nhất là một nhà khảo cổ Pháp tên Buetich làm cho dư luận hoang mang. Schliemann bèn mời địch thủ của ông cùng các nhà bác học qua Troa. Và tháng 3 năm 1890, ông lại đào thêm di tích ở Troa, lần này với một quy mô rộng lớn hơn, tìm thêm được nhiều nền cũ và nhiều đồ cổ nữa ở vào thời từ năm 1500 tới 1000 trước Tây Lịch. Qua tháng 7, ông đau ở tai, về Athens nghỉ ngơi, định năm sau trở lại đào nữa. Ông phải mổ hai tai. Vừa mổ xong, cậy sức mạnh, ông đi Berlin, Paris thu xếp công việc. Tới Paris, bệnh tái phát, ông không chịu ở lại chữa qua Naples. Tai ông sưng lên làm mủ, mủ lan qua óc. Ông mê man và chết trong một xưởng đường ở Naples. Năm đó là năm 1890, ông 68 tuổi. Thi hài ông được đưa về Athens, vua Hy Lạp và các chính khách Đức, Anh, các nhà bác học khắp thế giới, hoặc lại đưa đám, hoặc tỏ lời thương tiếc một người đã có công lớn với văn minh nhân loại. Công lớn đó, chính ông cũng không ngờ được. Cái mộng của ông và nàng Minna hồi 8 tuổi chỉ là tìm những di tích thành Troy khi Ulysses qua đó xâm chiếm, những di tích của nền văn minh Hy Lạp cổ. Nhưng ông đã đào được nền móng của 6 châu thành chồng chất lên nhau ở Troy mà ông chưa biết rõ là ở những nơi nào. Non nửa thế kỷ sau, năm 1938, nhà khảo cổ Blicken đào thêm được ở Troy nền móng 3 châu thành nữa. Thành thử, trước sau ở ngọn đồi Hissarlik, có hết thảy 9 châu thành xây cất trong một khoảng là 35 thế kỷ, từ thời đá mài tới thời La Mã. Không những vậy, năm 1900, một nhà khảo cổ Anh, ông Arthur Ivan, đào thấy ở đảo Crete nhiều cổ tích chứng rằng nơi đó là trung tâm một nền văn minh mà ông Schliemann đã tìm được ở Mycenae và Tiryns. Song không biết là nền văn minh nào. Nền văn minh đó là nền văn minh Aegean rất rực rỡ, có trước nền văn minh Hy Lạp khoảng ngàn năm và làm trung gian cho văn minh Ai Cập và văn minh Hy Lạp. Vậy nhờ Schliemann, nhờ đức tin mãnh liệt, lòng kiên nhẫn vô biên của ông mà non 2000 năm cổ sử đã được chép lại cho hậu thế. Khi hạ quan tài ông xuống huyệt, nhà khảo cổ Đức Doffier, bạn cộng tác của ông, chào ông lần cuối. Anh đã cần cù làm việc, xin chúc anh yên tĩnh nghỉ ngơi. Có bao nhiêu người đáng nhận một lời khen như vậy? Bạn vừa nghe xong câu chuyện về Heinrich Schliemann, một người trong non 40 năm chỉ ước ao được đào đất. Trong cuốn Gương Danh Nhân, tại trang www.gươngdanhnhan.vn, mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo.